Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon siêu cấp. Và ở tập trước thì chúng ta đã có dịp chạm trán với cả là đấng sáng tạo, nhưng mà ở hình dạng thánh luôn các bạn ạ. Rất là dữ dằn á. Tuy nhiên thì mình không có may mắn để chinh phục rồi. Cũng hơi xô. Nhưng mà không sao, có thể là trong ngày hôm nay mình sẽ dành một chút thời gian trở lại DN để chúng ta tìm lại đấng sáng tạo ha. Còn công việc của mình trong ngày hôm nay thì chắc sẽ liên quan tới cái món đồ này. Đó chính là cái bên The Rai các bạn ạ. Hôm qua mình có nhặt được khi mà xuống Stronghold á. Thế nên là bây giờ mình sẽ thử tìm kiếm cái Pokemon có tên là Genesect. Vì em này có thể sở hữu cái bên The Rai và biến một kỹ năng trở thành hệ lửa nha. Wow, nghe có vẻ cũng rất là thú vị các bạn. Nhưng mà trước khi đi thì để mình làm một cái món đồ này cái đã. Đó chính là mình sẽ sắm một bộ giáp bằng ruby các bạn ơi. Bởi vì bộ giáp này rất là đỏ luôn. Hy vọng mặc bộ giáp đỏ, nhân phẩm mình cũng đỏ giống như bộ giáp ha. Đây, cái quần nè. Rồi, thêm cái ủng nữa là xong phin luôn. Alright, cởi bộ giáp cũ kỹ này ra đi. Quá lâu rồi, mặc bộ giáp đỏ lét vô. Đó. Bây giờ nhìn mình nó đã đỏ hơn rồi nè các bạn. Các bạn thích giáp cũ hay là giáp mới hơn? Hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ thì chắc là mình phải đi lên núi các bạn à. Thường thì Genesect á, sẽ xuất hiện vào buổi tối ở trên núi các bạn ơi. Ok, sẵn tiện mình sẽ lên núi rồi tìm kèo cho người bạn mới. Đó chính là Metacross Advent. Đi chiến đấu luôn á. Mới về đội mình thế nên là chưa có dịp để đi chiến đấu nhiều lắm các bạn à. Trong cái đen này có cái gì các bạn ơi, nhìn quen quen các bạn à. À, chính xác rồi các bạn, đây là Zenless Zone Zero, là một tựa game thuộc thể loại đô thị giả tưởng lấy bối cảnh tương lai hậu tận thế, kết hợp với yếu tố hành động nhập vai. Chơi được trên đa nền tảng từ PC, PS5, Android cũng như là iOS, được phát triển bởi HoYoverse, nhà phát triển của các tựa game nổi tiếng như Honkai Impact, Genshin Impact cũng như Honkai Star Rail. Trong game, chúng ta sẽ hóa thân thành những Roxy huyền thoại, sẽ bắt đầu viết lên những câu chuyện hoàn toàn mới ở thành phố New Eriu. Zenless Zone Zero mang lại cảm giác combat thỏa mãn, phong cách nghệ thuật độc đáo, âm thanh sống động, nhịp độ game nhanh, cùng với cơ chế parry cực kỳ cuốn hút. Phong cách kể chuyện của game cũng độc đáo, pha trộn giữa truyện tranh hoạt hình, đối thoại, anime 3D để mang lại trải nghiệm sống động như một tác phẩm điện ảnh. Đồng thời, Zenless Zone Zero chào sân cùng với rất nhiều nhân vật 5 sao thiết kế cực kỳ đẹp, kỹ năng cực ngầu để chúng ta có thể cùng nhau gacha và sưu tập nha. Đầu tiên là Ellen Joe, là một thành viên của biệt đội nội trợ Victoria, có ngoại hình xinh đẹp với bộ đồ hầu gái đặc trưng, phong cách làm việc hiệu quả đúng giờ, là nhân vật DPS hệ băng 5 sao giới hạn đầu tiên của game, sở hữu lối chơi đứng sau cùng với khả năng gây sát thương cực kỳ ấn tượng. Tiếp theo là Zhu Yuan, cô là một nữ cảnh sát trưởng đội điều tra hình sự, một nhân vật DPS chủ lực hệ Eater, lối chơi lả lướt cùng với khả năng sốc sát thương là những gì mà Zhu Yuan có thể khiến chúng ta say đắm. Chưa hết đâu, còn có nhân vật Lee Keon, là quản sự của biệt đội nội trợ Victoria, là một quý ông lịch lãm, khôn ngoan, có tính trung thành, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm, anh ta sẽ bộc lộ bản chất hoang dã. Anh ta là nhân vật kích phá hệ băng, lối chơi khiến cho kẻ địch bị choáng liên tục để cho những DPS có thể gây đam và tạo combo liên hoàn, chính là điểm mạnh của anh ta. Zenless Zone Zero hiện đã mở đăng ký trước và số người đăng ký đã được hơn 40 triệu người, chứng tỏ đây dự sẽ trở thành một siêu phẩm mới cho mà xem. Còn chần chờ gì nữa, tải ngay game để nhận nhiều tài nguyên quý giá bao gồm 20 băng cốc, 5 búp bon, 1 đại diện Corin và 30.000 Danny. Ngoài ra, hoàn thành trải nghiệm ban đầu Zenless Zone Zero, các bạn cũng có thể nhận miễn phí 100 lần quay và 80 búp bon. Phúc lợi tốt nhất có thể lên tới 180 lần quay lần đó nha. Còn có thêm đại diện cấp A và vũ khí chuyên dụng miễn phí nữa. Link tải game là có đặt dưới phần bình luận cũng như là mô tả của video. À mà các bạn còn có thể tham gia sự kiện offline đặc biệt của Zenless Zone Zero Việt Nam chào mừng đến với New Eriu tại Eomon Hà Đông, Hà Nội, diễn ra từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7, và Vạn Hạnh Mall tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 nha. A few moments later. Ui, ở đây có một em Pokemon đang bị mắc kẹt các bạn ơi. Ủa không, bây giờ em hết rồi. Hả? Em này có tên là Leon. What? Ơ sao nhìn em giống mấy cái nhóc EV vậy các bạn? Còn khiêu chiến với mình nữa. Quầy. Bộ em muốn đánh nhau với Metacross mình lắm hay sao các bạn ơi? Mình coi thử coi. À chính xác rồi, đây là EV nè, nhưng mà hình dạng hơi bị đặc biệt luôn các bạn ơi. Wow. Chết nha. Ôi kìa, người em kiểu như có sấm sét ở phần đuôi và phần thân đó các bạn.
Được đấy, mình sẽ cho Metacross tấn công em cái. Uầy, có vẻ là em cũng khá là lì đó nha. Được, được, được. Vậy thì Dynamax luôn cho Metacross nè. Để cấu điểm máu tốt hơn. Ok. Đây. Có lý các bạn ơi. Wow. Mới bắt đầu ngày mới thôi mà chúng ta đã gặp được một em ở hình dạng đặc biệt rồi. Tấn công thêm một cái nữa nào Metacross. Cấu điểm máu như vậy cũng khá là tốt rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tung Ultra Ball đi. Bắt đầu bằng Ultra Ball trước. Để xem kết quả có khả quan không. Ây da, không ổn lắm các bạn à. Chắc mình phải nhờ Scizor trợ giúp thêm quá. Phone Sweep chẳng hạn. Đấy, để đưa lượng máu xuống thấp hơn một xíu ha. Đây nè, rồi luôn, còn 8% máu thôi. Chiến này thì chắc tỷ lệ bắt sẽ khá khẩm hơn đây. Chúng ta tiếp tục với Ultra Ball nhá. Ok, lần này thì sao? Ui, vẫn không được. Hay là mình thử Dust Ball nhờ? Ừ, buổi tối dùng Dust Ball cũng ok lắm. Ý, trời, thử Dust Ball thì thành công liền các bạn ơi. Quá đã luôn. Rồi, vậy là mình đã có thêm được một em Eevee. Nhưng mà đây là Striform các bạn ơi. Hả? Nhóc này mang hệ rồng với cả là hệ bay. What? Dữ nha, nhỏ mà có vỏ là đây chứ đâu nữa. Được, mình sẽ đưa em vô đội hình luôn coi. Và quan trọng hơn là em có bay được không? Nhóc này mà bay được thì hơi ảo. Hả? Em bay được các bạn ơ. Ảo thật. Em bay được các bạn ơ. Ảo thật rồi. Ôi, bảo sao em có thể bay ở bên trong. Không có thêm mẹ rồng nữa chứ. Không ngờ luôn ấy. Góc này còn có Salamence. À không, Rogimon. Ê, ê, được á các bạn ơi. Nhóc này cũng hệ rồng. Rogimon cũng hệ rồng. Vô luôn. Ê, nhưng mà mặc dù hệ rồng nhưng em này không có kỹ năng tấn công hệ rồng các bạn. Thế mới khó nè. Mình Dynamax cho em. Ok. Có vẻ là khi Dynamax lên em quẩy cũng rất là tốt nha. Wow. Đánh gần như là hơn kèo Rogimon luôn nè. Quá dữ cho Mapleon ha. Rồi rồi, cố lên cưng. Mới về đội và lập chiến công luôn coi. Ok. Ơ nhưng mà khoan, không biết là Rogimon của mình là giới tính. Ủa trời. Ây da, không biết là Rogimon nhà mình là đực hay cái nữa. Hay là mình bắt thêm một Rogimon nữa các bạn nhờ. Thử coi. Nếu mà khác giới tính Rogimon nhà mình thì quá là tuyệt vời luôn. Em sẽ hết FA. Dạ, đây rồi. Em chịu về đội luôn các bạn ơi. Và yêu. Hình như là mình sở hữu hai Rogimon đều là cái hết các bạn ạ. Hơi đáng tiếc ha. Day 3. Đây rồi, đây rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm được Genesect rồi các bạn ạ. Đây là một Pokemon mang hệ thép với cả là hệ bọ các bạn ơi. Alright, alright. Ê? Nhưng mà trên lưng của Genesect đang có cái Drive màu vàng các bạn. Vậy thì kỹ năng Technoplast của Genesect sẽ trở thành hệ điển. Wow, dữ dằn người ta. Thôi không sao, mình vẫn sẽ đưa Cyber Scizor của mình ra trận và thấu rỉa máu Genesect thôi các bạn. Tiếp tục nè. Rồi rồi. Ôi trời, Genesect phản đòn kìa nhưng mà không xi nhê lắm. Tiếp tục là những đòn phone sweep của Scizor các bạn ơi. Ôi trời, đây rồi. Cuối cùng thì Scizor Cyber của mình cũng đã bị tê liệt nhưng mà vẫn phone sweep được. Hay lắm. Chắc thêm một lần phone sweep nữa đi các bạn. Ý, hồi nãy biết vậy mình làm mấy cái netball nhờ. Ở trong đây có một loại bóng chứa tăng tỷ lệ bắt Pokemon hệ bọ các bạn à. Ây da, mình thì lại không có bóng đó. Của mình chỉ là netball cơ, còn kia là netball. Ây, khác mỗi chữ S thôi á. Thôi được. Mặc dù không có netball nhưng mà mình vẫn có thể dùng dustball mà. Buổi tối dùng dustball cũng ok lắm. Thôi thôi, về đội tôi đi. Genesect cái tôi cho cái drive mới nha. Chịu không? Từ từ.
346 minutes later. Rồi, lâu. Bao nhiêu timer bomb mình đã đổ xong đổ bể rồi các bạn. Nhưng mà Genesect vẫn chưa có về đội mình các bạn ơi. Trời ơi, cái em này khó bắt dã man luôn á. Ơ, ây, trời ơi, em đánh mình xong em bị sát thương giật lại và ngủm luôn rồi. Thánh thần ơi, thứ gì chịu nổi không? Lỗ bóng chứa mà không bắt được em nữa chứ. Quê xệ thiệt, thôi đi về luôn. Để mình làm cái netball các bạn. Ừ, cái loại bóng này nè. Bóng này thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ bắt Pokemon thể bọ lên tới 3x lận nha. Cũng khá là tốt á. Và công thức để làm ra cái loại bóng chứa đó thì mình sẽ còn có African màu xanh lá cây nè. Ủa lộn, xanh dương chứ. Cũng như là African màu đen ha. Sau khi đã nấu xong thì cho vô bàn chế tạo và làm liền một stack rưỡi luôn nè. Rồi, tầm này một stack rưỡi một xíu nữa mà mình gặp lại Genesect á mà không bắt được thì chịu với cái nhân phẩm mình luôn á các bạn à. Ui sao cảm giác mình chế bộ giáp đỏ này để hên hơn nhưng mà nó không hên xíu nào các bạn ơi. Hình như nó phản tác dụng rồi. Úi dồi ôi. Thì trong lúc chờ đợi cho nó chế tạo ra những cái nắp thì để mình đi vòng vòng mình coi coi có gặp thêm những cái Pokemon mới nào không á. Ừ, chính xác rồi, trong cánh rừng này có Sernit các bạn ơi. Cũng rất lâu rồi mình chưa có gặp lại Sernit thần rừng các bạn. Ừ. Úi, nhưng mà khoan, gần đây lại xuất hiện cấp phu rồi. Quay nữa rồi đó. Hôm bữa tìm Necroma thì mình lại gặp cấp phu. Hôm nay tìm Sernit thì cũng gặp cấp phu nữa. Nhưng mà vấn đề là tìm cấp phu ở đâu đây? Cánh rừng thì bao la. Mình nghe tiếng cấp phu. Đây nè. Đây rồi. Yay. Tưởng đâu là không tìm được rồi chứ. Alright. Vậy là đây sẽ là võ sư huyền thoại thứ hai mà mình gặp rồi các bạn ạ. Ây vui. Đúng lúc mình còn thiếu một dạng luôn. Thế nên là chúng ta sẽ tranh thủ bắt cấp phu về đội ha. Mình chỉ còn 40 mấy trái Ultra Ball thôi. Ừ. Không biết có ổn áp hay không nữa nè. Hôm bữa là mình bấm nhầm Master Ball thì mới chinh phục được cấp phu á. Không lẽ hôm nay bấm nhầm nữa ta. Ây vui. Ừ không, Nest Ball. Đúng rồi, Nest Ball á, bắt những Pokemon cấp thấp cũng hiệu quả lắm. Cấp phu mới cấp 15 thôi các bạn ơi. Nên là mình sẽ thử spam hết toàn bộ số Nest Ball mà mình có nè. Ở 60 trái á. Không lẽ mình nhỏ tới vậy sao? Nhỏ một lần hồi nãy thôi chứ. Nhỏ đâu mà nhỏ hoài. Bữa nay mình mặc bộ giáp đỏ lè đỏ lét các bạn à. Nên là chắc không tính nổi mà đen đuổi đâu. À, trời cuối cùng mình cũng đã thành công bắt được cấp phu rồi. Ây ơi, quá đã luôn các bạn ơi. Ê, ở đây là ai vậy? Ồ, à một em bọ các bạn ơi. Ricketot. Thôi được, mình sẽ cho cấp phu ra đánh nhau với em đó luôn á. Mình thấy kèo này là cũng căng á các bạn ơi. Hai em tí hon đánh nhau đi. Ok, để coi cấp phu mình sẽ thể hiện như thế. Ôi trời, chưa hồi phục máu cho em. Ẩu thì chứ. Đây lại nè. Rồi, solo nha. Tấn công một cái nào cấp phu. Ồ, dữ ta. Ui, nhóc kia cũng bán đòn được cơ. Kinh đấy. Rồi, thôi được rồi, đánh nhau một cái làm bạn thôi. Rồi chúng ta tung Netball. Ui, Netball được luôn nữa. Ủa, bữa nay Netball hiệu quả ta. À ha. Rồi, có thêm cấp phụ thì chúng ta đi luyện cấp cho ẻm luôn thôi các bạn ơi. Còn nhóc mới về đội thì mình sẽ để ẻm trong máy tính ha. Ở nhà mình thì chắc những cái bóng chứa cũng đã chế tạo xong xuôi hết rồi các bạn. Để mình cưỡi Charizard bay về rồi chúng ta tranh thủ chế tạo thêm những cái Netball ha. Ủa lộn, Netball. Rồi dừng lại đây, coi thử coi. Đó, xong phiên hết luôn. Tuyệt cả là bơi. Lấy ra. Tiếp theo là kết hợp với những cái đế và nốt. Thế là chúng ta sẽ tạo ra được cái Netball hoàn chỉnh ha. Rồi tới công chuyện Genesect. Mình sẽ không tha cho Genesect đâu.
Đi tìm Genesect tiếp thôi các bạn ơi. Đâu có dễ dàng mà trốn thoát mình như vậy. Đây nè, đây nè các bạn ơi. Yay. Bữa nay chúng ta đã gặp lại Sonic thần rừng hôm bữa rồi. Wow. Ê, nhưng mà không biết Sonic thần rừng này sẽ mang hại gì hả? Ui, nhưng mà vẫn vẻ đẹp ấy các bạn ơi. Quá đã luôn. Thôi được rồi, à, với kèo này thì chúng ta sẽ cho nhóc nào ta? Ok, tạm thời là Metacross đi các bạn. Ừ, ra cấu rỉa máu ha. Hy vọng là ổn. Ok, Dynamax lên cái nè. Để xem. Đánh một hit. Ồ, có vẻ là Metacross Advent cấu rỉa máu của Sonic God tương đối ổn các bạn ơi. Đấy nè, hai hit rồi. Nhưng mà để chắc cứu hơn thì... Ôi, lộn. Mình phải đưa Seesaw ra chứ. Tại vì mình thấy Sonic có khả năng hồi phục máu kìa các bạn. Hồi phục liên tục luôn nha. Hay à. Thế nên là phải có Seesaw kế bên. Có gì Fawn Sweep liên tục. Rồi đây đây, lại hồi máu nữa cơ. Cực kỳ khó chịu luôn. Rồi, thêm một lần Fawn Sweep nè. Đấy, bây giờ thì tung bóng chứa mình nghĩ là sẽ ok la rồi đó các bạn. Mình sẽ tung... gì nhỉ? Ultra Ball chăng? Tại Sonic thì mình thấy cũng không quá là to lớn các bạn, nên là chắc không dùng Heavy Ball ok đâu. Hợp lý nhất chắc là Ultra Ball với cả là Fast Ball. Hai loại bóng này ha. Nhưng mà có vẻ mình thiên về Ultra Ball hơn á. Đây nè. Thật các bạn ơi, Ultra Ball đã chinh phục được Sonic God rồi. Quá tuyệt vời luôn. Vậy là đội hình God của mình lại có thêm một thành viên nữa. Wow. Tức là bây giờ mình đã có thể sử dụng full một cái đội hình toàn là Pokemon ở hình dạng God đó các bạn. Đây. Trời ơi, trông rất là đã luôn. Quay. Và coi thử coi Sonic God của chúng ta sẽ mang hệ gì nha. Wow. Trước mắt là thấy rất là đẹp rồi. Ui, sao cái hệ em đen thui vậy? Không thấy được các bạn ơi. Coi ở trong này coi. Sonic God sẽ mang hệ tiên với cả là hệ siêu linh. Có Moonblast tấn công được nè. Night Slash. Alright. Và bay được không? Mình đoán là được. Ui, chuẩn bài. Tuyệt vời các bạn ơi. Chỉ số của Sonic thì sao? Lượng máu thì cũng tương đối trâu các bạn ơi. Ok nha. Ê, hình như mình đi hút cái ngọn đồi rồi thì phải. Ở đây nè. Yeah. Chúng ta sẽ lên cái ngọn đồi này và đợi trời tối các bạn. Ngọn đồi càng cao thì sẽ càng dễ gặp Genesect hơn. Ui, gặp boss rồi. Và đây là... Hình như... đây là Charizard boss các bạn. Nhưng mà đây là boss Mega X nè. Ây, hơi tiếc ta. Sẵn tiện, mình sẽ thử đưa đội hình Pokemon hình dạng God của mình ra chinh chiến với Charizard boss luôn các bạn. Hợp lý nha. Rồi, tấn công một cái nào. Kill ra. Ok, Dynamax lên luôn cho cẩn thận. Có vẻ là một mình Kill ra có thể gánh tem được đó các bạn ơi. Giống lắm. Ơi nè. Nhưng mà mình cũng muốn thử sức mạnh của Sonic God quá à. Trời. Thốn nha. Nhưng không sao, chúng ta có thể tấn công Charizard lại. Sonic God. Ui. Mũi chích inox rồi. Thêm một lần nữa coi. Lần này thì có vẻ khá hơn nè các bạn ơi. Tính ra là... Ui. Ôi không, tí nữa thì làm được rồi. Oh no. Trận đấu đầu tiên Sonic God đã không thể giành chiến công được rồi các bạn à. Thôi không sao, chúng ta còn Blaziken God ha. Chuẩn bị đúng đoạn nè. Và phần thưởng cho mình sẽ là... Ủa cái gì á? Một cái range upgrade các bạn ơi. Thôi, nếu mà không có duyên chiến đấu thì không sao hết. Một xíu thì kiểu gì cũng sẽ có kèo thích hợp cho Sonic thể hiện nữa ha. Và đây rồi. Chúng ta đã gặp lại Genesect rồi. Sonic God, đã tới lúc cho cưng thể hiện rồi nè.
Ui, đây lại là Genesect sử dụng cái Drive màu vàng ở trên lưng các bạn ơi. À, đầu tiên thì mình sẽ cho Sonic tấn công một đòn cái đã. Ừ, một đòn thôi cũng được. Ui dồi, gắt vậy, gắt vậy. Hay gì thì hơi gắt chưa. Thử tung bóng chứa và bắt luôn cái nhóc Genesect này coi. Ừ, test thử cái netball luôn các bạn, coi coi nó có hiệu quả thì không. Ui, ôi trời ơi, hiệu quả dữ chưa vậy. Tao mới tung mà Genesect chạy ra rồi. Ủa sao quảng cáo là thấy 3x thì lại bắt lắm mà. Trời ơi, Biệp ơi, không giống quảng cáo rồi các bạn ơi. Với cái đà này chắc là mình phải đưa thêm Scizor vô quá. Chứ bây giờ mình không tự tin lắm khi mà cho Sonic tấn công thêm một đòn á các bạn. Ôi trời, Genesect knock out luôn rồi kìa. Gắt dữ người ta. Ok, được rồi. Sonic, lại nè, cho em dùng Moonblast tiếp ha. Đấy, tiếp theo tới lượt Scizor bồi thêm Fawnsweep cho chắc các bạn ơi. Alright, đấu rỉa cực tốt. Rồi, lượng máu xuống mất 17% rồi. Thích hợp để chúng ta tung Netball rồi đó. Đó, để coi lần này có thay đổi nhân phẩm hay không đây. Trời đất ơi, sao mình nghi quá các bạn. Nãy mình chỉ lo làm cái Netball thôi mà quên mất làm thêm Thunderball nữa. Ừ ha, ẩu thiệt chứ. Ui, gần đây còn có anti xuất hiện trong một cái den nữa. Nhưng mà bây giờ mình vẫn đang bận chinh phục Genesect rồi. Ôi dồi, phải tốc độ lên mới được. Ê, chưa có dấu hiệu gì là bắt được Genesect hết. Đó, công nhận cái nhóc này lì thật sự các bạn ơi. Ây, mình thất bại rồi các bạn ơi. Mình thất bại nữa rồi. Vẫn chưa chinh phục được cái khứa Genesect này. Sao cay thế nhờ, thiệt luôn á. Gì đâu mà lì thật chứ. Đấy, tấn công là một cái nữa nè. Mình sẽ chinh phục thêm một lần nữa. Tại vì mình cũng còn một mớ cái netball các bạn. Không lẽ mình đỏ lè đỏ lét vậy mà chịu thua cái nhóc tím ghiệm tìm sim này sao? Không có đâu. Fawnsweep nè, hay lắm, Scizor. Rồi, tới công chuyện. Tiếp tục là netball, còn 45 trái các bạn. Chơi sạch bóng với em luôn đó, chơi hết bóng luôn. What? Thằng thằng ơi, cuối cùng cũng được rồi. Ui dùi, nhờ mình không bỏ cuộc mà. Chúng ta đã bắt được cái thanh niên lì lợm Genesect về đội rồi. Này thì lì với chúng tôi nè. Quá trời quá đất rồi. Ủa, ê, mình còn Gengar God nữa. Vậy là đội hình Pokemon God của mình các bạn có tới tận là 7 thành viên rồi nhá. Wow, đông vui vậy ta. Rồi, và đưa Genesect ra ngoài coi thử coi thanh niên này. Ủa, trên người đâu có Drive nào đâu ta. Còn kỹ năng, hiện tại cũng không có kỹ năng Techno Blast luôn. Yêu. Thôi gắn trước cái Burn Drive trước đi. Đó, gắn cái Burn Drive thì cái phần lưng sẽ đổi màu liền nè các bạn. Ây, ra là vậy. Rồi, giờ thì kiếm kẹo cho Genesect đi quẩy luôn ha. Vô, ở đây có em rồng nè. Cũng dữ đó. Kèo này chắc ổn áp cho Genesect thử sức đây. Tấn công bằng đòn nào đi ta. Lightning đi. Dynamax lên. Đợi. Thể hiện đi Genesect. Đúng rồi. Chắc là sẽ thắng nhanh thôi các bạn ơi. Lấy vàng luôn. Và coi như nhiệm vụ tìm Genesect của chúng ta đã thành công rồi các bạn ạ. Đã vậy, trong quá trình làm nhiệm vụ này, chúng ta còn tìm được Sonic God cũng như là cái nhóc mới về đội, đó chính là Marbleon. Ok, mình cũng muốn đưa Marbleon ra nữa các bạn ơi. Sớm giờ không có nhiều dịp dùng ẻm. Úp. Trời, thanh niên này làm gì vậy? What the heck? Ủa, đây là dân làng đó hả? Trời đất ơi, muốn lửa à? Alo? Không hiểu luôn, gọi hai thanh niên này vô trong đó làm gì đây, húng hí gì đây? Đóng cửa lên đi, để mình làm công chuyện cái. Ở đây có công chuyện mình cần làm nè. Xong phim, đi tiếp thôi Genesect. Ui, ở đây còn có cái Ultra Chest các bạn ơi.
được một cái full incense. Không biết cái này được giá không á? Ví dụ được giá thì chúng ta đem đi bán cũng ok lắm á các bạn. Ui, gần đây có hố ra. Lẽ nào? Ý trời chăng? Thôi được, gửi Genesect bay qua hố ra luôn. Từ từ, hơi lắc. Ơ kìa, rồi luôn rồi, mất hố ra luôn. Gì mà Sukuna? Ê? Mình còn gặp Celestia Fusion ở đây nữa. Ây, được nha. Cho thanh niên Genesect này ra trận luôn các bạn. Chắc Celestia đi lạc từ bên Ultra Beast qua đây chứ đâu. Rồi tấn công nè. Để coi. Hả? Tránh được hả? Ghê vậy. Ôi trời, Celestia tránh được những đòn tấn công của Genesect các bạn ơi. À đây nè. Lần này thì hết tránh nha, hơi bị gắt luôn. Quá dữ. Rồi, Metagross. Ừ, mình nghĩ cũng nên cho Metagross thiện nhiều nhiều xíu. Quay quay, Celestia có hồi phục à. Ây da, nhưng mà không sao, Metagross Advent vẫn sẽ bụp thôi. Ui, nhưng mà không si nhê lắm các bạn ơi. À, mà sao Celestia này hiền vậy, không có đánh đấm gì trơn các bạn. Ừ, tới lượt của Ma Bleon coi. Ôi dồi, trời bị Celestia dùng cái đòn gì xanh lè vậy. Nếu vậy thì Ma Bleon tấn công đòn cực mạnh nào. À không, không mạnh lắm. Có vẻ nãy giờ Genesect vẫn là thành viên mà cấu được nhiều máu nhất á các bạn. Cũng hên á là Celestia này không có kiểu như hung dữ ha. Ừ, mình thấy cũng hiền hiền. Thôi được, nếu mà hiền hiền vậy thì mình cũng sẽ bắt về đội đi. Để cho Celestia có đôi có cặp luôn ha. Ok, để coi được hay không đây. Ultra Ủa Heavy Ball. Ui được luôn nè. Wow, đã vậy. Được luôn, cặp đôi Celestia các bạn ơi. Ừ, có lý ha. Khoảng thời gian còn lại thì chắc là mình sẽ đi tìm cái chỗ để chúng ta có thể dạy võ cho cấp phu nhà mình các bạn. Hiện tại thì cấp phu vẫn chưa có tìm được tòa tháp dạy võ nè. Hy vọng là chúng ta sẽ đủ may mắn và tìm được cái tòa tháp còn lại ha. Nếu mà thành công thì chúng ta sẽ có bộ đôi võ sư huyền thoại cực kỳ gắt luôn nha. Ê, ở đây còn có cái chỗ chứa rương gì đây. Ui, chứa rương nhưng mà nó có hai ổ khóa, hơi bị hiếm rồi. Chìa khóa đó mình không có các bạn ơi, đành phải đi tiếp vậy. 2000 years later. Hơi đáng tiếc một xíu ha, là tới cuối ngày nhưng mà mình vẫn không có tìm được cái chỗ tòa tháp dạy võ cho cấp phu rồi. Hey, nhưng mà không sao, nhất định trong thời gian sắp tới mình sẽ đi khám phá nhiều hơn và quyết tâm dạy võ cho cấp phu để em ấy có thể trở thành Urshifu, nhưng mà là ở cái hình dạng single strike các bạn à. Đó, cố lên. Ồ, ngoài ra thì hôm nay chúng ta cũng rất là vui vì có thêm một huyền thoại mới các bạn. Đấy chính là Sonic God các bạn ơi. Uầy, cực kỳ đẹp luôn á. Còn có thêm em Ma Bleon nữa nè. Là một dạng EV tương đối đặc biệt các bạn. Hy vọng là những ngày sắp tới chúng ta sẽ đỏ hơn á. Chứ hôm nay chế tạo giáp đỏ mà không có được đỏ cho lắm. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Love Root hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.